Tôi giờ làm ở đây hiện nay là được trên 20 năm. Làm đây được 25 năm, công việc tôi là chuyên in báo. Khâu của mình chỉ là bó báo thôi, với lại là làm cái phương giao báo. Phải chia các báo nhỏ này, báo để gửi đi phát hành với tòa soạn. Đó là những lời chia sẻ của đại diện các bộ phận in báo trong nhà in công đoàn ở khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 79 năm thành lập với nhiều mô hình in ấn, đến nay nhà in công đoàn vẫn giữ chân được những người thợ lâu năm. Mặc công việc vất vả, độc hại nhưng họ vẫn kiên trì và gắn bó với nghề in. Đương nhiên là đi đêm hôm thì nó sẽ vất vả đúng không? Phụ nữ nữa. Chính vì đam mê nên là tôi mới làm được đến bây giờ, chứ không có đam mê thì làm sao mà làm được đến bây giờ đúng không? Ngày xưa thì cái quy trình ngày xưa thì nó chưa có cái công nghệ CTV như bây giờ. Vật liệu in bây giờ nó cũng tốt hơn ngày xưa và nó đỡ đọc hơn ngày xưa nữa. Bộ phận máy in cuộn, một tổ 8 người chia làm 2 kíp là thay nhau in từ 8 giờ cho đến khi kết thúc. Đấy, 8 giờ đến khi kết thúc báo, kết thúc tất cả loại báo hết mới được nghỉ. Ngay kể cả đến lần đến sang ngày hôm sau vẫn phải làm bao giờ kết thúc thì thôi. Là người trực tiếp in những số báo lao động hàng ngày nên đa số những người làm việc trong nhà in công đoàn đều dành cho tờ báo có tuổi đời 95 năm một tình cảm đặc biệt. In ra một tờ báo đầu tiên, cầm lên tờ báo nhìn thì cũng thấy vui. Thứ nhất là cũng thấy mình là người đầu tiên cập nhật được cái tin mới nhất. Thậm chí mọi người có đi ngủ mình đã biết tin rồi. Thế người gần như là sớm nhất nhận được tin. Tất nhiên là thầy, thứ nhất là công việc thì đương nhiên là mình phải tự hào cái công việc của mình. 24 năm làm nhà báo lao động tôi thấy cũng rất vui, vì là báo lao động là một cái tờ báo lớn, mang lại cho mình nhiều cái kiến thức bổ ích như văn hóa xã hội hay là thời sự hay là những cái sức khỏe đời sống. Giữa dòng chảy hiện đại ngày nay, khi nhiều người đang lựa chọn báo điện tử, thì những người như chị Hương, anh Toàn, anh Hà không chỉ nắm giữ kỹ thuật của nghề in mà còn là những người giữ lửa cho báo in, giúp báo in luôn trường tồn sống mãi.